Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 5.000 tóc cần roi đến từ sàn 5 roi các bạn. Thì tóc cần 5 roi này được xây dựng chạy trên nền tảng của Binance Smart Chain nha các bạn. Thì chương trình để góp này, sự kiện này diễn ra vào ngày 1 tháng 7 và nó sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 8 nha các bạn. Thì hiện tại vào ngày 2 tháng 7 rồi. Thì để tham gia giải hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả thứ nhất của mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn 5 roi nha các bạn. Thì đối với bạn nào chưa có tài khoản, các bạn bấm vào một đăng ký nha các bạn. Dòng đầu tiên các bạn nhập địa chỉ email của tất cả bạn vào nha các bạn. Rồi dòng thứ hai thì các bạn nhập mật khẩu, dòng thứ ba các bạn xác nhận mật khẩu. Rồi cái mã mờ này các bạn cứ để nguyên các bạn, rồi các bạn bấm vào tôi chấp nhận điều khoản nè. Rồi bấm vào gỡ mã xác minh nha các bạn. Thì nó sẽ có một cái email gửi về mã xác minh cho tất cả các bạn nè. Các bạn copy cái mã email này nè, mã xác minh này nè. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Sau khi các bạn dán vào đây, các bạn bấm nút đăng ký là xong. Rồi các bạn bấm vào mục download app nè các bạn. Sau khi các bạn download app về, các bạn đăng nhập vào, các bạn cây tiến hành KYC mới được nha các bạn. Còn dự án này nó cho các bạn KYC trên app. Rồi. Thì các bạn login vào nha các bạn. Sau khi các bạn login vào thì các bạn bấm, mình hướng dẫn các bạn KYC nha các bạn. Các bạn bấm vào mục tôi nè. Rồi đây thì nó có nạp rút chức năng nè. Thì các bạn bấm vào mục xác thực nha các bạn. Rồi nó có hai phần là mục xác thực level 1 và level 2 các bạn. Thì mình hướng dẫn các bạn xác minh cơ bản các bạn. Xác minh cơ bản này thì rất là dễ luôn. Đầu tiên các bạn chọn quốc gia Việt Nam nè các bạn. Việt Nam mình lúc nào cũng Mỹ dưới đây chứ ta. Sao không thấy các bạn? Để mình gõ chữ Việt Nam nha các bạn. Nào. Rồi tiếp tục các bạn ghi họ và tên của tất cả bạn của các bạn đầy đủ các bạn. Các bạn ghi chữ dưới qua đi các bạn. Quỳnh Giang Anh. Chưa các bạn, để mình dùng cái dài các bạn. Ơi tên họ. Các bạn ghi tên Quỳnh Giang các bạn. Dưới đây tên thì các bạn ghi tên Anh. Sức khoái của mình nó kỳ quá, nhắn tin nó không được. Rồi tiếp tục thì các bạn vui lòng chọn ID. Thì các bạn có thể KYC bằng nhiều hình thức các bạn. ID card, hộ chiếu và passport và hình thức khác nè. Thì mình khuyên các bạn nên chọn ID card nha các bạn. Để giấy chứng minh nhân dân của mình đó. Rồi các bạn vui lòng nhập số giấy tờ các bạn, là cái số này là có 9 số trên giấy chứng minh nhân dân của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút gỡ là nó xác thực liền cho tất cả các bạn nha. Tiếp tục thì các bạn nhấp vào bước thứ hai là xác thực nâng cao nha các bạn. Rồi thông tin không chính xác, vui lòng không như quan lại, vui lòng xác minh lại cái kỹ tớ. Sorry các bạn, hồi nãy là Quỳnh Văn Ánh, giờ các bạn đổi lên các bạn, nó không nhất quán thì các bạn ghi là Ánh Văn Quỳnh nha các bạn. Vì nước ngoài nó ưa đảo lộn các bạn. Lần này nữa không được nữa, mình không biết sao luôn. Rồi tiếp tục thì ID card các bạn chọn tiếp tục các bạn. Rồi vui lòng chọn giấy tờ gì thân thì các bạn nhọn nhấp vào cái số giấy chứng minh nhân dân của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi nó đã xác thực thành công thì thôi các bạn. Các bạn bấm vào xác minh level 2 nè. Các bạn tiếp tục thì các bạn chọn vào một cái bức ảnh giấy chứng minh nhân dân mặt trước của tất cả các bạn nha các bạn. Tiếp tục là một cái bức ảnh giấy chứng minh nhân dân mặt sau của tất cả các bạn. Hình ảnh ID hợp lệ. Tải lên mặt trước của ID hợp lệ của bạn hình rõ ràng. Cái này thì các bạn tải lên giấy chứng minh nhân dân mặt trước nha các bạn. Và một cái bức ảnh các bạn cầm một cái tờ chữ, các bạn ghi chữ Alex năm roi Eurobank và ngày tháng năm các bạn KYC các bạn, và cầm theo một bức ảnh giấy chứng minh nhân dân các bạn để mình KYC các bạn. Ok rồi các bạn tải lên nha các bạn. Các bạn lưu ý mình nhắc lại nha các bạn. Các bạn điền chữ ghi chữ Alex nè, năm roi Eurobank nè, rồi ngày tháng năm các bạn KYC nha các bạn. Rồi bạn bấm gỡ lên một cái bức ảnh khuôn mặt của bạn cầm y chang bức ảnh này nè các bạn, rồi bấm
bước tiếp theo nha các bạn. Là xong. Vì là chờ nó xác nhận xong thì nó sẽ gửi tôi cần 5 roi về cho tất cả các bạn nha các bạn. Vì mình chưa có tài liệu đây nên mình tạm kết thúc video tại đây nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.